Garnet được bắt nguồn từ ngôn ngữ Latin granatus, mang ý nghĩa là hột, hạt với sắc đỏ nổi bật, trông giống như những hạt lựu chín đỏ mọng. Trên thế giới, loại đá garnet được khai thác chủ yếu tại những khu vực như băng đảo Alaska, Brazil, Madagascar, Ấn Độ, Sri Lanka. Ở phương Tây, đá garnet chính là biểu tượng cho chòm sao Thiên Bình, cung cấp năng lượng, khơi dậy cảm giác kiên nhẫn, tự tin và ý chí trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đây còn là loại đá quý may mắn đối với những ai sinh vào tháng 1, vì đá garnet có tông màu đỏ, mà màu này tượng trưng cho những người mệnh hỏa, cho nên những ai thuộc mệnh thổ hoặc mệnh hỏa sẽ rất hợp sử dụng loại đá quý này. Trên đây là một số sản phẩm sử dụng đá quý garnet mà chúng tôi đã sản xuất thời gian gần đây.